trong video hôm nay là một cái cây hải châu. Cây hải châu này thế cụm rừng nguyên bệ và năm thân nha mọi người. Một phút nha. Cây này cũng rất lùng lực nha mọi người. Cây này rất lùng lực phù hợp với anh em đỡ ban công, đỡ bàn trà nha. Dùng cho anh em những cái anh em có không gian nó tương đối hạn hẹp. Nhà phố thì chúng ta chơi những cây này thì rất hợp lý nha. Cây này một bệ năm thân lùng lực. Được vào cái chậu đất nung khá ok rồi. Chỉ cần xử lý cũng tương đối ok. Mọi người giao lưu về cây chơi và tiếp tục nuôi dưỡng. Cây cụm rừng này khá hay. Rồi đo đo cái và hoành của phần đế cho mọi người xem. Thì tại vị trí này đo này là 40 nha mọi người. Thì cái thân này thì nó khoảng là 10 nha. Thân nó cũng 10 và năm thân nó tương đối là bằng nhau. Đo chiều cao cây thì đo chiều cao cây tính từ mặt chậu lên khoảng là 30 nha mọi người. 30. Phủ tán thì tầm 40. Cây khá hay. Cái này nó quá tuyệt vời nha. Để bàn để ban công là quá phù hợp cho anh em. Rồi cây số 3 này bên xe được thi giao lưu của mọi người giá 1.200.000 nha. 1.200.000. À 1.200.000 bao ship cho mọi người luôn. Giá cây số 3 giá 1.200.000 bao ship cho mọi người. Rồi, trước mắt mọi người là cây sam núi nha mọi người. Cây sam này là cam kết với mọi người là cây sam trái nha. Cây này là cây sam trái. Thì hiện tại thì không còn trái nữa mọi người. Nhưng bonsai trường thi là cam kết với mọi người là cây sam trái. Hiện tại thì trái đã hết mùa rồi, chỉ còn cái cùi trái thôi. Thì mọi người xem nha, cây cũng được vào một cái lô. Một cái lô cũng đổ. Cũng khá hợp. Khá hợp với cây này nhìn thực tế cũng rất lớn nha mọi người. Cây này khá lớn nha. Được vào cái lô và xử lý cách cũng rất là nội tục. Thì mọi người cố gắng xem kỹ nha, kỹ video nha. Xíu nữa sẽ đo một vài thông số kích thước cho mọi người xem. Rồi, để vị trí đây. Rồi, đo một vài thông số cho mọi người xem. Thì đo như cái vị trí đo như thế này. Nhưng mọi người cố gắng xem kỹ nha. Như vị trí đo như thế này thì nó là tầm 60, còn hơn 60. Hơn 60 nha mọi người. Đó. Rồi đo cái chiều cao cây, chiều cao của cái lô, chiều cao của lô để mọi người so sánh được cái độ lớn cao nha. 50 chiều cao lô, 50 miệng lô thì khoảng 20. Thì mọi người cố gắng xem kỹ cái kích thước và hình dung được độ lớn của cây nha. Chứ cái cây đổ thì thật ra rất là khó đo. Đo tàng một tán ngang mọi người xem. Ví dụ tán ngang cái vị trí này là khoảng 20, 30, có 30 hơn 30 một chút. Đó thì đo vị trí ngang chính giữa luôn, tán ngang chính giữa. Đấy. Ngang chính giữa là khoảng cũng 30 luôn nha mọi người. Cây đổ. Cây này hoành thì cũng nhỏ thôi nha mọi người. Hoành khoảng 10 à. Hoành thân khoảng 10. Đó thì trong này thì nó là cái bộ rễ. Trong này có bộ rễ trong này. Thì cái phần mà bên kêu đen đây là phần uống nha mọi người. Này là để kẹp vô để uống cái cây. Đó, thì mọi người cái này không tầm 1-2 tháng nữa thì mình lấy vô lan mình gặp ra nha. Bỏ ra. Nó không có ảnh hưởng gì cả hết. Nó chỉ qua là cái trợ lực để uống cây nó không bị gãy thôi. Đó, cây nhìn tổng thể rất hợp với cái chậu cái lô nha. Cây rất đẹp. Đây là bonsai trường thi cam kết xanh trái nha mọi người. Thì hiện tại thì không còn cái nữa. Bây giờ thì cam kết là cây này là xanh trái, cây xanh trái. Vì nó đã hết mùa rồi. Rồi cây xanh trái này giao lưu với mọi người giá 2.700.000 bao ship cho mọi người nha. 2.700.000 bao ship cho mọi người nha. Rồi tiếp theo giao lưu với mọi người là cây hải châu nha mọi người. Cây này là một bệ ba thân. Một bệ ba thân phúc lộc thọ nha mọi người. Cây này cũng dạng mini tầm trung một người bê, dùng cho anh em có không gian hẹp chúng ta chơi để ban công. Cây này thì chỉ cần cũng khá tương đối rồi, xử lý thì cũng kỹ, phân chia cũng kỹ rồi, mọi người về chúng ta chơi và chúng ta nuôi dưỡng thêm. Cái dòng hải châu thì nó cũng rất dễ chăm sóc nha mọi người. Mọi người cố gắng xem kỹ video nha.
Rồi đo kích thước cho mọi người xem. Rồi cây này đo tại vị trí như màn hình thì nó khoảng 23 nha mọi người, 23 chiều cao cây. Tính từ mặt chậu thì nó khoảng 30 được vào cái chậu đất nung. Những kích thước là 32 24. Cây cũng tương đối cũng khá hay. Mini 1NB nhẹ tay thôi. Cây này được cái bộ đế nó đẹp cho mọi người. Bộ đế nó cũng khá hay nha. Mọi người xem kỹ cái bộ đế cây nha, một lần nữa nha. Rễ nó trải đều tương đối, giá cả thì nó cũng tương đối nhẹ, nhẹ nhàng mọi người giao lưu về người ta chơi. Rồi cây hai châu này giao lưu với người giá 1.400.000 bao ship nha, 1.400.000 bao ship cho mọi người nha. Cây hai châu này giao lưu với mọi người 1.400.000 nha.